Condo Phan Thiết với quy mô 1.000 hecta và vốn đầu tư đến 5 tỷ đô đang ngày một hoàn thiện và bắt đầu đi vào hoạt động. Các bạn hãy cùng khám phá chuyến hành trình của Kim Thảo tại Nova World Phan Thiết nhé. Chào tất cả các bạn, sau khi di chuyển khoảng 3 tiếng 30 phút bằng ô tô đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nova World Phan Thiết và Kim Thảo đã trở thành những vị khách đầu tiên được trải nghiệm những căn biệt thự Florida tại nơi đây. Và Kim Thảo nhận được một thông tin rất là nóng hổi, đó chính là tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết vượt tiến độ 3 tháng và sẽ dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Có nghĩa là chúng ta sẽ di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết chỉ mất có 1 tiếng 40 phút mà thôi. Chúng ta sẽ ngồi trên xe xem một bộ phim, nhiều khi chưa xem xong bộ phim đã tới nơi. Thật sự là Kim Thảo rất là háo hức khi mà đến với cái thời gian này, bởi vì lúc đó thì cuối tuần chúng ta sẽ không còn chen chúc nơi phố thị thành phố mà ồn ào đầy khói bụi nữa, mà chúng ta sẽ có thể được thư giãn tại biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Hiện tại thì Kim Thảo đã có mặt tại bãi biển Miami Bikini Beach của Nova World Phan Thiết và đây là địa điểm check-in mới đầu tiên đã đi vào hoạt động và cũng được người dân Phan Thiết rất là yêu thích. Kim Thảo tin chắc chắn rằng không chỉ có người dân Phan Thiết yêu thích không đâu, mà đây cũng sẽ là một địa điểm check-in mà hấp dẫn, thu hút hàng triệu du khách từ trong nước và quốc tế. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo chân Kim Thảo dạo quanh một vòng bãi biển Miami Bikini Beach nhé. Công viên biển Miami Bikini Beach thì có quy mô là 16 hecta và là một trong những tiện ích đặc sắc bậc nhất của dự án. Hứa hẹn là sẽ đem đến những trải nghiệm giải trí sôi động, mới lạ với đẳng cấp quốc tế cho cư dân, du khách đến với Nova World Phan Thiết cũng như là Bình Thuận. Tại nơi đây thì bạn sẽ bị hấp dẫn bởi các biểu tượng check-in độc đáo như là tượng Iconic nè, rồi cổng cầu vòng, nhà gỗ, khung chụp ảnh, logo Bikini Beach ngay tại bãi biển. Công viên biển còn có khu vực quảng trường trung tâm rộng lớn thuận tiện để tụ họp và tổ chức nhiều hoạt động biển náo nhiệt. Bãi biển nơi đây thì sôi nổi với Muscle Zone, khu tập gym outdoor, các hoạt động thể thao ngoài trời vô cùng năng động và náo nhiệt. Dọc hai bên quảng trường là chuỗi nhà hàng Á Âu đẳng cấp được vận hành bởi Nova F&B như là Âu Lạc Đỏ Brazil, Marina Club, Sore TBQ, Dynasty House. Ngoài ra thì khu vực này còn có dãy nhà phố thương mại mặt biển với nhiều cửa hàng ẩm thực, mua sắm nổi tiếng như là trà sữa Sinfutan, Lotteria, Camp Baskin Robbins, Lỗ Hot Pot Story, cửa hàng tiện lợi Family Express sẽ góp phần cộng hưởng tạo nên hành trình trải nghiệm khó quên cho khách du lịch, cư dân địa phương cũng như là những tín đồ ẩm thực sành điệu. Hiện tại thì Âu Lạc Đỏ Brazil, khu quảng trường biển và Beach Club ngoài bãi biển đã đi vào hoạt động, mang thêm màu sắc mới cho Miami Bikini Beach. Hiện tại thì Kim Thảo đã có mặt tại công viên giải trí Circus Land. Công viên giải trí Circus Land với quy mô là 1,5 hecta với thiết kế là cảnh quan sinh động và theo phong cách những khu hội chợ náo nhiệt của Mỹ. Hiện thì Circus Land cũng đã xuất hiện một vài trò chơi ở phía bên trong và dự kiến là sẽ vận hành vào quý 1 năm 2022. Và có lẽ là ngay sau Tết trong chuyến du xuân khi mà đến với lại Nova World Phan Thiết, Circus Land đã đi vào hoạt động, sẽ mang rất là nhiều trải nghiệm đặc sắc dành cho du khách khi mà có rất là nhiều trò chơi và các hoạt động đa dạng. Lấy cảm hứng từ Florida, miền Tây nước Mỹ, với bãi biển ngập nắng và những lễ hội sóng động, căn biệt thự Florida sở hữu tầm nhìn toàn cảnh vịnh Phan Thiết đắt giá, màu sắc sống động và bắt đầu vận hành từ tháng 1 năm 2022 với 18 căn trải nghiệm. Và Kim Thảo cảm thấy rất là may mắn khi mà trở thành một trong những du khách đầu tiên được trải nghiệm tại Nova World Phan Thiết trọn vẹn nhất và có kỳ nghỉ dưỡng cuối tuần tại căn biệt thự Florida đầy sắc màu. Nội thất của Florida được thiết kế hài hòa theo phong cách 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Tại đây thì những căn biệt thự nhiều màu sắc được thiết kế hiện đại, tinh tế với khoảng sân vườn xanh mát, cửa sổ thoáng rộng cùng tầm nhìn hướng ra biển, tạo nên không gian sống thoáng đãng, tràn đầy sức sống. Dãy biệt thự biển Florida đã bàn giao từ tháng 9 và 20 căn trải nghiệm của Florida bắt đầu đi vào hoạt động từ quý 1 năm 2022. Được tận hưởng không khí rất Mỹ tại các căn biệt thự Florida đầy sắc màu, với bãi biển Miami Bikini Beach sôi động, cùng với hệ thống nhà hàng Âu Lạc Đỏ Brazil, Beach Club và chuỗi nhà hàng tại tuyến phố Festival đã đi vào hoạt động, khiến cho kỳ nghỉ cuối tuần của Kim Thảo vô cùng trọn vẹn. Đến với Nova World Phan Thiết thì Kim Thảo thực sự bị choáng ngợp và thích thú bởi hàng loạt các hệ thống tiện ích hiện đại và đặc sắc như là khu khách sạn đẳng cấp được vận hành bởi các thương hiệu tiêu chuẩn quốc tế như là Movenpick và Radisson, hay là khu tiện ích thể thao giải trí với cụm sân golf 36 hố PGA độc quyền, hay là khu Sport Complex với khu trung tâm thể thao City Gym và công viên với chủ đề là Nova Dream Adventure World với quy mô là 25 hectare.
Nằm cạnh Miami Bikini Beach, khách sạn Movenpick thuộc tập đoàn quản lý và vận hành khách sạn toàn cầu Accor Hotel Group với hơn 200 phòng sẽ đem đến những trải nghiệm ấn tượng và sang trọng hàng đầu cho khách du lịch. Bên cạnh đó, Radisson Resort là một lựa chọn tuyệt vời khác khi mà bạn tìm một nơi lưu trú đẳng cấp tại Nova World Phan Thiết. Như Kim Thảo được biết, Radisson Resort sẽ chuẩn bị vận hành vào quý 1 năm 2022. Hiện tại thì Kim Thảo đang có mặt tại sân Golf Garden và dự kiến sẽ vận hành vào quý 1 năm 2022. Và cùng với sân PGA Ocean, PGA Garden cũng tạo nên một cụm sân golf PGA độc quyền 36 hố tại Nova World Phan Thiết được thiết kế bởi cả mặt trắng Brad Norman. Trên thực tế, PGA Ocean đã đi vào hoạt động và liên tục tổ chức các giải đấu hấp dẫn, được golfer không chỉ yêu thích bởi quy mô đẳng cấp mà bởi vì view biển Phan Thiết độc đáo. Còn gì tuyệt vời hơn nếu như sở hữu các căn biệt thự sân golf tại đây và những căn biệt thự PGA Golf Village có số lượng giới hạn với các thiết kế đương đại tinh tế. Các mặt kính rộng thoáng mang đến tầm nhìn rộng mở, bao trùm toàn cảnh sân golf đẳng cấp và với không khí biển từ vịnh Phan Thiết thật là trong lành. Chủ nhân tại đây có thể theo dõi các giải đấu PGA Tour ngay tại thềm nhà. Và hiện thì các khu PGA Golf Village cũng đã hình thành và nằm liên kề với khu PGA Garden với nhiều mảng xanh bao quanh và trong lành. Như các bạn cũng thấy là hiện trung tâm thể thao City Gym cũng đã được hoàn thiện và là một trong những tiện ích thể thao nằm liền kề với lại Sport Complex. Sport Complex là khu phức hợp thể thao ấn tượng của Nova World Phan Thiết với tổng diện tích lên đến 37 hectare. Toàn khu sở hữu 17 sân tennis đủ tiêu chuẩn tổ chức các giải thi đấu quốc tế ATP 250 và có 4 sân bóng đá, 6 sân bóng rổ và 15 sân cầu lông cùng với hồ bơi tiêu chuẩn lên đến 1.300m2 và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào quý 1 năm 2022. Và sôi động không kém công viên biển Miami Bikini Beach là công viên chủ đề Nova Dream Adventure World với quy mô là 25 hectare, dự kiến sẽ vận hành giai đoạn 1 vào quý 1 năm 2023. Trải nghiệm tại Nova World Phan Thiết thực sự là đưa Thảo đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Và đây là lần đầu tiên Thảo cho lạc đà ăn trực tiếp như vậy và cảm thấy là thực sự hào hứng. Đến với Nova World Phan Thiết là đến với một thế giới all in one, nơi trải nghiệm và cảm xúc đạt đến đỉnh cao trọn vẹn. Và Thảo tìm thấy được sự thoải mái bên trong những căn biệt thự có tầm nhìn khoáng đạt hướng ra biển. Và Thảo thực sự thư thả nhẹ nhõm với biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Và cũng chỉ tại nơi đây, Thảo được tận hưởng hàng loạt các hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm vô cùng đặc sắc và hấp dẫn.